Sau đây, MC xin được trích lời của ngài Brett. Bạn thường nghe tôi nói sức mạnh của forever, sức mạnh của tình yêu thương. Tuy nhiên, giải thích sức mạnh của tình yêu thương là gì, phải không? Mặc dù gần như không thể mô tả một cảm xúc nào đó, mà vẫn cảm thấy đây là cách tốt nhất để giải thích chúng ta là ai và chúng ta đang làm gì. Theo kinh nghiệm của tôi, cách tốt nhất để hiểu cảm giác này chính là phải trải nghiệm thực sự. Đạo diễn phim Pháp nổi tiếng Jean-Luc Godard đã nói, thực tế đôi khi quá phức tạp và những câu chuyện sẽ tạo nên hình dáng của thực tế đó. Năm nay, chúng tôi kỷ niệm 40 năm thành lập tập đoàn Forever. Tôi đã dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ về những kỷ niệm yêu thích của mình và nhìn lại tất cả các điểm dừng chân trên cuộc hành trình của chúng tôi để đến đây. Khi chúng tôi suy nghĩ về quá khứ và con người, chính những nơi này đã giúp định hướng sự nghiệp Forever. Chúng tôi nhận ra rằng những câu chuyện này đã mang lại sức mạnh của tình yêu thương cho cuộc sống. Chúng tôi muốn dành thời gian để chia sẻ những câu chuyện của vài người trong số những người này, cùng với những khoảnh khắc đã định hướng cho bạn. Hãy đọc 39 câu chuyện yêu thích của chúng tôi trong cuốn sách 40 câu chuyện Forever, phát hành tại Global Rally ở Dallas. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng những câu chuyện này sẽ mang lại cuộc sống cho 40 năm hoạt động thành công. Trong những cuộc hành trình gian nan cùng với các doanh nghiệp xuất sắc, những gì chúng tôi đã khép lại còn nhiều hơn thế. Cho dù đó là câu chuyện của người đã cống hiến cả đời cho một công việc, dù mưa hay nắng, vì niềm tự hào mà anh ta có được trong công việc của mình. Hoặc câu chuyện về một người phụ nữ biết mình có thể thay đổi tương lai cả một ngôi làng bằng cách mang lại nước ngọt. Mỗi câu chuyện đều sở hữu một loại phép thuật. Tất cả họ đều là một phần sức mạnh của tình yêu và cách mà Forever mang lại cho chúng ta. Mỗi cơ hội tuyệt vời để chia sẻ lòng tốt và niềm hy vọng tiến về phía trước. Nữa, chúng tôi nhận thấy có điều gì đó thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong việc gắn kết những câu chuyện này lại với nhau từ khắp nơi trên thế giới. Khi chúng tôi cố gắng chọn ra những video được yêu thích hoặc những câu chuyện đã kể trong câu chuyện Forever tốt nhất, nhưng chúng tôi đã không thể chọn vì chúng tôi biết rằng những câu chuyện không chỉ kết thúc ở trang cuối cùng của cuốn sách. Đó chính là lý do tại sao mà chúng tôi chỉ chọn 39 câu chuyện. Bởi vì tất cả những câu chuyện tuyệt vời nhất là của bạn. Câu chuyện Forever là bộ sưu tập của những câu chuyện liên tiếp nhau, những hồi tưởng và di sản nhắc nhở chúng ta rằng sức mạnh của Forever là vô hình và tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều đó cho chúng tôi thấy không có gì tuyệt vời hơn những người làm việc cùng nhau vì một mục tiêu chung để làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn và khiến cho nó càng có tương lai tươi sáng. Khi chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40, tôi mời mỗi bạn tặng món quà bằng câu chuyện chia sẻ của chính bạn. Chỉ lúc đó, bạn mới thực sự hiểu được sức mạnh của Forever là sức mạnh của tình yêu thương như thế nào. Thân chào với tình yêu, Brett Morgan, Giám đốc điều hành tập đoàn Forever Living Product. Vâng, đó là những chia sẻ giàu tình cảm và đầy lòng yêu thương từ trái tim của ngài Rex Morgan. Chúng ta
cùng nhau dành phút tĩnh lặng để nhớ về thông điệp sức mạnh của Forever là sức mạnh của tình yêu thương của Ngài. Lát nữa nhờ em đi. À, chị Hương với lại bạn Dương Tấn Đạt, anh chị tắt mic được không ạ? Và tiếp theo đây, cùng nhau chúng ta lắng nghe những tình cảm của Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Lô Hội và Trương Thị Nhi gửi tới Ngài Desmond. Trân trọng, kính mời cô. Khi cô chia sẻ với tất cả FPO thì cô đọc một cái thư của gia đình Greg gửi cho tất cả các FPO cả nước, cả thế giới. Chúng tôi những trái tim tan vỡ. Chúng tôi thông báo về sự ra đi của Greg Morgan. Greg luôn luôn nhớ tới mọi người, nhất là nhớ tới người vợ của mình, Ruth, một người cha của ba đứa con, một người ông của những đứa cháu nội ngoại, và bạn là hàng triệu người. Anh ấy rất hài lòng trong bất cứ bối cảnh nào. Trước sự chứng kiến của hoàng gia trên đồi, trên một những trang trại chăn nuôi của anh ấy, hoặc chỉ đơn giản là lang thang trên một con đường, Samoa thân yêu của anh ấy. Sinh ra trong một gia đình nông dân ở Soda, Shipping, Idaho, ông đã trưởng thành từ những khởi đầu khiêm tốn. Đó đã xây dựng một đế chế để chạm đến hàng triệu con người. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ đánh mất tình yêu của mình đối với cộng đồng và những người chung quanh. Anh nhớ tên, ôm mọi người và luôn có thời gian để lắng nghe. Di sản của anh ấy là niềm hy vọng, là tình yêu đã lan tỏa đến mọi người trên thế giới. Nhiều bạn có thể tự hỏi mình có thể làm được gì để giúp đỡ, và chúng tôi đánh giá cao điều đó. Hiện tại chúng tôi yêu cầu bạn ôm những người thân yêu là những người đầu tiên, nói lời xin lỗi và tìm kiếm cơ hội để phục vụ những người chung quanh. Đối với những người bạn trong Forever, chúng tôi biết rằng Greg sẽ nói với bạn rằng hãy nói chuyện với nhiều người hơn và đừng bao giờ quên rằng sức mạnh của mãi mãi là sức mạnh của tình yêu. Chúng tôi hiểu rằng nhiều người sẽ muốn tham gia vào các dịch vụ chia tay của Red ngày hôm nay. Tuy nhiên, do các bạn biết sự hạn chế của COVID, người ta dự đoán rằng sẽ có một đám tang thân mật trong gia đình và một lễ kỷ niệm sống kỹ thuật số toàn cầu. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến tất cả các bạn. Chúng tôi đều yêu các bạn, gia đình Greg Malkin. Đó là những lời chia sẻ của Ray gửi đến cho tất cả các FPO cả nước. Thì như các em biết là không có sự đau buồn nào bằng cái sự chia tay. Nhưng mà không ai có thể tránh được ngày này. Nhưng mà đối với Red thì như các em biết rồi đó. Tuy là một tỷ phú, nhưng mà ông lúc nào cũng chan chứa tình cảm. Giống như lúc sáng cô có nói trong một cái đoạn thơ cô gửi. Mỗi lần mà Ngài về đây để mà dự đại hội, mà các em biết không, khi mà các em không có trật tự hay là các em
làm một cái gì đó mà cô muốn dạy các em trước mặt Rex thì không bao giờ Rex cho dùng mắt trái của mình cứ nháy cô vậy nè, nháy nháy hoài luôn, đó là đừng có rầy, kệ nó đi, không có sao đâu. Tất cả những người đến với chúng ta là những người bạn, những người em, những người con, và nhất là họ đến để tìm công việc làm. Đừng có la nữa, đừng có rầy nữa. Và luôn luôn nói, nhắc nhở với cô là các nước Đông Nam Á, đa số các FPO tham gia, đa số là các FPO còn rất là nghèo. Cho nên phải tạo đủ mọi điều kiện để mà giúp cho FPO. Tối hôm qua cô nghe tin lúc 1 giờ sáng là cô không có dám nhắn tin với các em, mà từ đó là cô không có ngủ được. Cô cứ nhớ lại và nghĩ rằng một phần sự thành công bây giờ của lô hội là một phần là của Rex. Văn phòng chính không những là chỉ có Rex thôi mà rất là nhiều người, như là Nava hay là những cộng sự khác, đều giúp cho cô, đều giúp cho Việt Nam làm như thế nào để đào tạo cho các em, và làm như thế nào để giúp cho các em thành công. Lúc gần đây Rex không có đi qua lại của các nước nữa hỏi thăm. Cô rất là đắn đo, đang dự kiến là 2019 cô đang dự kiến là qua bên đó thăm Rex rồi thăm mấy đứa con luôn, nhưng mà cô chưa kịp đi là cô biết đã tới rồi. Sáng hôm nay là cô nói chị Dương á, làm cách nào để mà đi qua tới bên đó để mà cầu nguyện cho Rex. Thì là gia đình nói là đang mai táng Rex ở Utah, là cái nơi á, là của Rex vào đạo. Đạo của Rex là đạo Mormon. Thì an táng Rex ở đó, kể cả Nava hay là một số cán bộ ở Arizona cũng không có đi được. Cho nên chị Dương cũng không có thể thay mặt cô để qua bên đó được. Thì sáng nay cô có bàn với ban giám đốc là lập một cái bàn thờ để mà tưởng niệm đến ngày 49 ngày của Rex. Và cô cũng biết rằng tất cả FBO khi nghe tin này cũng rất là đau lòng. Những người đã gặp Rex rồi, những người chưa gặp Rex, thì qua cái ngày hôm nay thì cô mong là tất cả FBO đều cầu nguyện cho Ngài. Nếu mà có em nào có đạo của Ngài thì các em biết rồi, còn không có đạo thì đạo Công giáo cũng vậy, đạo Phật cũng vậy, chúng ta cứ cố gắng cầu nguyện cho Ngài. Đó là cái tấm lòng của chúng ta gửi đến Ngài. Và giống như lúc nãy Tiến có đọc qua, như các em biết là lúc nào Ngài cũng lấy cái sự yêu thương để làm đầu. Mà cô mong rằng các em nhớ rằng Rex ra đi thì lòng của ông lúc nào cũng ở trong tim tất cả các nhà phân phối, là ông không có quên. Ông lúc nào cũng yêu thương các nhà phân phối như là chính con ruột của mình. Không có đúng là ông cũng không có rầy nữa. Ngay cả với cô là một giám đốc của một quốc gia, rầy cũng không có cho nữa. Thôi đừng có rầy, nói thôi nhẹ nhẹ thôi là nó đủ biết rồi. Thì qua cái ngày hôm nay thì cô cũng biết rằng tất cả các em đều đau buồn, thì chúng ta cùng cầu nguyện cho ông và làm như thế nào để cho ông sớm được siêu thoát.
Bàn thờ thì cô để ở công ty là 49 khai, và ngay cả chi nhánh cũng vậy, các em để đó 49 khai. À, sau đó rồi chúng ta sẽ làm một cái lễ cho ông. À, còn cô thì đưa tên của ông vào chùa để cho các sư cô cầu nguyện cho ông. Cô nghĩ rằng Khoa hay là Phạm Hồ cũng đều có gợi đến cho ông những cái lời chia sẻ ngày hôm nay của tụi em. Vừa rồi chúng ta đã đến những cái lời chia buồn rất là sâu sắc của cô Tổng Giám đốc Trương Thùy Nhi đến với ngài Red. Bản thân đến lúc này thực ra cũng cũng đang rất là xúc động, đúng không ạ? Chúng ta luôn nghĩ là chúng ở đây chúng ta đồng cảm với lời chia buồn của cô, và chúng ta luôn nhớ về người Red và mong cho ngài luôn được yên bình. Và tiếp sau đây xin được phép đại diện ban lãnh đạo công ty sẽ có những lời chia buồn đến ngài Red ạ. Dạ, xin mời anh Phó Tổng Giám đốc Phạm Đăng Khoa và Trần Hữu Trinh ạ. Tôi có mặt ở công ty. Hello. Xin chào tất cả các FBO. Thực sự là đau buồn khi phải nói lời vĩnh biệt ngài Red Morgan. Khi mà ngài còn làm việc á, chúng ta các FBO cũng như là các cán bộ công nhân viên chúng ta đều biết là ngài dành một cái tình cảm đặc biệt, có thể nói là một tình yêu dành cho Việt Nam nói chung cũng như là dành cho các FBO của chúng ta nói riêng. Điều đó thể hiện qua là tất cả các FBO chúng ta cũng như là các cán bộ công nhân viên ai chúng ta cũng có một cái tấm hình chụp chung với ngài Red Morgan. Tôi vẫn nhớ có những lúc ngài cũng cũng lớn tuổi, cũng yếu, cũng mệt, nhưng mà vì cái tình cảm dành cho các dành cho chúng ta, ngài luôn dành hết cái sức lực, dành cái thời gian để mỗi người trong chúng ta đều được bày tỏ cái tình cảm với nhau, với ngài. Thì hôm nay khi mà nhận được tin ngài ra đi thì chúng ta thật sự là đau buồn và cùng nhau cầu nguyện cho ngài sớm về nơi thiên đàng, và cũng mong ngài hãy yên tâm rằng con đường ngài đã chọn sẽ được tiếp tục, sẽ được tiếp tục tiếp nối, và Forever sẽ là luôn phát triển giống như chính cái tên gọi của nó. Forever là mãi mãi. Hình ảnh của ngài, ký ức về ngài sẽ luôn in sâu trong con tim của mỗi cán bộ công nhân viên cũng như là mỗi nhà phân phối Việt Nam cũng như là nhà phân phối trên toàn cầu. Hình ảnh đó còn rõ nét hơn khi chúng ta thấy là hiện nay khi lãnh đạo tập đoàn Forever có một cái bản sao rất giống ngài Red Morgan, đó là ngài Red Morgan, con trai của ngài Red. Thì để cho chúng ta thấy sự phát triển của Forever là mãi mãi, tình yêu sẽ là mãi mãi, và chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp con đường mà ngài Red Morgan đã lựa chọn, và hãy cùng cầu nguyện cho ngài Red Morgan về nơi thiên đàng xin được
gửi lời chia buồn với gia đình Ngài, cũng như là chia sẻ những nỗi buồn với các FBO trên khắp nơi. Xin hết. Có đôi lời. Giờ phút này thì tôi cũng không có biết nói gì hơn, bởi vì sáng sớm khoảng hơn 5 giờ nhận được điện thoại của cô Tổng, và cô báo tin rằng là ngày rét của chúng ta không còn nữa. Thì tôi thì ít khi được gặp ngài, chỉ gặp những cái lúc mà đại hội của Việt Nam. Thì cái hình ảnh của ngài đó là một ông già, nhưng vẫn cố gắng từ Hoa Kỳ sang Việt Nam để tham dự cái đại hội cùng chúng ta. Thì những cái hình ảnh đó, những cái hình ảnh đó không bao giờ tôi quên được. Dẫu biết rằng người Á Đông của chúng ta thì hay có câu nói rằng là sinh lão bệnh tử, đó là một cái vòng quy luật của tự nhiên, không ai chống lại được. Hôm nay nhận được tin ngài mất thì thực sự tôi cảm thấy rất là bồi hồi, và lẫn nhiều cái xúc động về những cái hình ảnh của ngài, cũng như với cái dòng sản phẩm mà ngài đã để lại cho chúng ta, cũng như là trên toàn cầu. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời trước hết là tri ân sâu sắc đến ngài. Thứ hai nữa là tôi cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến của ngài, cũng như là toàn thể các FBO trên toàn thế giới, cũng như là Việt Nam của chúng ta. Xin hết ạ. Đại diện cán bộ công nhân viên, anh Phó Tổng Giám đốc Phạm Đăng Khoa và Phó Tổng Giám đốc Trần Hữu Trinh đã có những cái lời chia buồn sâu sắc gửi tới gia đình của ngài Red. Tôi nghĩ là ở đâu đó chắc chắn là ngài Red sẽ nghe được và hiểu được những cái tình cảm mà toàn thể cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lô Hồi luôn nhớ tới ngài, luôn tri ân ngài về những điều mà ngài đã làm cho cuộc sống này. Và tiếp theo sau đây thì Tiến xin phép được mời một số đại diện của các anh chị nhà phân phối cũng gắn bó với ngài rất là lâu. Đầu tiên thì xin phép được mời đại diện của nhà phân phối tại miền Bắc là anh Nguyễn Trung Hoàng ạ. Vâng, kính thưa ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể các FBO ba miền cũng như FBO trên toàn thế giới. Buổi sáng nay thức dậy, tất cả chúng ta khi nhận được tin buồn, mỗi chúng ta đều có những cái cảm xúc
rất là đau lòng, buồn và thương tiếc khi biết đến người cha, người ông, người sinh thành ra Forever, người đã truyền cảm hứng cho hàng triệu nhà phân phối trên thế giới, người đã tạo ra công ăn việc làm cho tất cả mọi người và giúp chúng ta được khỏe hơn, đẹp hơn và có được một cuộc sống tốt hơn. Đó chính là chủ tịch tập đoàn Greg Morgan đã an nghỉ. Bản thân của Hoàn là một người được gắn bó với Forever đến nay là 11 năm. Từng được gặp ngài từ năm 2009 đến 2015 trong tất cả các chương trình đại hội. Được ngài tôn vinh cấp bậc quản lý, được ngài ôm vào lòng, được ngài trao cho những huy hiệu, những bảng thành tích, những ghi nhận và những lời dạy. Ông luôn chia sẻ rằng sức mạnh của Forever là sức mạnh của tình yêu thương. Và ông chính là biểu tượng của điều đó. Ông luôn luôn mỉm cười và chan hòa với tất cả mọi người. Ông là một người thành đạt, là một người giàu có, nhưng ông yêu thương tất cả những người mới bắt đầu khởi nghiệp khi không hề có một điều gì trong tay giống như bản thân của Hoàng. Khi chúng tôi còn tự ti về bản thân, ông nói rằng các bạn còn trẻ, các bạn rất tiềm năng, các bạn có thể làm được. Hãy luôn tin tưởng vào ước mơ và hãy tin tưởng vào Forever, và Forever sẽ luôn luôn là cơ hội tuyệt vời có thể giúp được cho tất cả chúng ta thay đổi cuộc sống. Và nhờ những lời dạy đó, nhờ những câu chuyện của ông và hình ảnh đầy nghị lực của ông, đã cho bản thân Hoàn cùng tất cả các FBO trên thế giới và Việt Nam, cũng như đội nhóm có được một niềm tin mãnh liệt về người lãnh đạo đầy tình yêu thương và nét văn hóa mà ông đã xây dựng trên toàn bộ tập đoàn Forever trên toàn cầu, cũng như cô tổng giám đốc xây dựng ở tại Việt Nam. Đó là niềm hạnh phúc của tất cả các nhà phân phối khi được sống trong tình yêu thương của ông và của cô. Với vai trò là một nhà phân phối, bản thân Hoàn vô cùng thương tiếc và nhờ công ty gửi đến gia đình Greg tình cảm của Hoàn, tình cảm của nhà phân phối Việt Nam, luôn yêu thương ông, luôn biết ơn và tri ân tất cả những gì ông đã mang đến cho nhà phân phối cũng như cho Việt Nam. Và chúc cho hương hồn ông sớm được siêu thoát và luôn đón nhận được tất cả tình yêu thương của tất cả nhà phân phối trên toàn cầu. Chúng tôi, nhà phân phối Việt Nam, sẽ đón nhận tất cả, sẽ luôn ghi nhớ những lời dạy và sẽ luôn trao tình yêu thương của người Forever đến với tất cả các khách hàng, đến với tất cả các đồng đội và những người thân xung quanh. Và hứa với ông rằng sẽ cùng với công ty, cùng với tập đoàn viết tiếp nên câu chuyện lịch sử của gia đình Forever chúng ta. Xin ông hãy yên tâm ở chúng tôi, những cộng sự tuyệt vời của ông ở tại Việt Nam ạ. Vâng ạ, xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bản thân Hoàn xin hết ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn những cái lời chia buồn rất là sâu sắc của anh đại diện các FBO ở miền Bắc. Và tiếp theo, tiến xin phép được mời đại diện các FBO ở miền Trung, anh Nguyễn Anh Thư ạ, có đôi lời gửi tới chia buồn ạ. Dạ, xin mời anh ạ. Vâng, xin chào tất cả mọi người trong gia đình Forever Việt Nam. Ngày hôm nay thực sự là bùi ngùi và bối rối trước thông tin là ngài Red đã ra đi. Trước hết thì Thi xin chia buồn cũng như là chia sẻ những mất mát mà gia đình của ngài Red cũng như là cô tổng đốc Trương Thị Nhi và tập đoàn FB cũng như là công ty Lô Hội và toàn thể các FBO trên toàn cầu cũng như là tại Việt Nam. Hầu như tất cả mọi người như Thi thì may mắn được biết ngài từ được gặp bằng xương mật thịt ngài từ năm 2006 thì đến đây là cũng đã là hơn 15 năm rồi.
Và chắc chắn rằng là rất là nhiều FBO hiện nay là chưa được gặp Ngài. Với Thi, với vợ chồng Thi thì rất là nhiều ký ức về Ngài. Khi gặp Ngài thì thấy mình rất là nhỏ bé, giống như là Thi đã từng chia sẻ là khi mà đứng trước cô tổng đốc Trương Thị Nhi thì thấy mình rất là nhỏ bé, bởi cũng như là Ngài Rét là như những cái tượng đài, những cái hình ảnh rất là vĩ đại về cái tình yêu thương. Giống như câu nói của Ngài là sức mạnh của Forever là sức mạnh của tình yêu thương. Thì thực sự rằng là rất là may mắn được gặp Ngài. Lần đầu tiên trong cái lần sát hạch về cấp thẻ bán hàng đa cấp tại Vũng Tàu thì Ngài tham dự cùng với chúng tôi rất là nghiêm túc tầm tháng 4 năm 2006. Và sau đó là đến tháng 7 đầu tháng 8 năm 2006 thì chúng tôi được sang bên Mỹ. Rất là nhiều hình ảnh chúng tôi được gần gũi Ngài. Và ngoài chúng tôi ra thì trong đoàn là có 5 người là bên Quốc hội và bên lãnh đạo Bộ Y tế nữa. Thì rất là nhiều ngày, Ngài là một người chủ, Ngài là một tỷ phú. Nhưng mà chúng tôi như thế nào thì Ngài như thế đấy. Chúng tôi xếp hàng xuống lobby để ăn sáng, mang vali xuống như thế nào thì Ngài cũng như thế. Và trong suốt hành trình thì Ngài chăm lo cho chúng tôi như là một người cha, một người ông, một người bác, một người thầy, thậm chí như là một người hướng dẫn viên du lịch. Chính trong những cái khoảnh khắc đó thì những người trong ban lãnh đạo của Bộ Y tế chúng ta đã buộc miệng nói như thế này: như thế mới gọi là một lãnh đạo. Tức là Ngài đơn sơ và Ngài rất là chân thật, chứ không phải là cầu kỳ gì cả. Rất là nhiều hình ảnh, và đến nay thì chúng tôi là không còn nhớ là được gặp Ngài bao nhiêu lần. Nhưng mà may mắn là chúng tôi là những người đầu tiên từ lâu là được gặp Ngài. Chính Ngài công nhận hiệu Senior Manager cho vợ chồng chúng tôi tại bên Mỹ. Và sau này khi đi gặp Ngài trên sân khấu thì Ngài chắc chắn rằng chúng tôi là một trong số rất là nhiều hàng chục triệu FBO của Ngài trên toàn thế giới. Cho nên là Ngài không nhớ tên, nhưng mà mỗi khi gặp là Ngài hello Việt Nam. Và sau rất là nhiều năm trên cổ áo của chúng tôi là cái huy hiệu Senior Manager, mà từ thời là còn con Jonathan, con chim Hải Âu. Ngài chỉ nhìn, Ngài cười và Ngài nói chứ, đổi được rồi đấy. Chính vì cái câu đó là một cái câu động viên cho chúng tôi. Chúng tôi mặc dù là không ở vai trò một FBO như trước, chúng tôi làm trung tâm phân phối, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng nghe lời Ngài thay đổi được cái huy hiệu của mình qua một cái huy hiệu là con chim đại bàng. Rất là nhiều hình ảnh về Ngài. Đến hôm nay thực sự rằng là khi nghe thông tin Ngài mất, là chúng tôi hầu như tất cả những ký ức về Ngài đều quay về với chúng tôi. Và thực sự đó là một sự mất mát, đối với chúng tôi là một sự mất mát. Thì nhưng mà khi mà thấy được sự mất mát đó của gia đình Ngài, thấy được sự mất mát của toàn thể FBO trên toàn thế giới này, thì vợ chồng chúng tôi càng thấy rằng là sáng giờ chúng tôi này nói với nhau là chắc là cô buồn lắm. Khi nghe Ngài bệnh thì cô đã buồn, cô đã khóc rồi. Mà bây giờ bây giờ Ngài mất nữa thì chắc chắn là cô sẽ buồn. Vì mười mấy năm, tức là 17 năm, hơn 17 năm là một FBO, thì thấy được cái sự đồng hành của Ngài ngày Red Morgan, cùng với cô, cùng với Lô Hội Việt Nam, thì thực sự cô không nói nhiều về cái tình cảm đó, nhưng mà thì biết rằng là cô xem
Ngài Thép Morgan như một người người cha, một người thầy và một người chủ, một người bạn đồng hành của mình trong suốt 20 năm qua. Thì gần đến Việt Mỹ. Việt Mỹ. Sự ngày sự ra đi của ngài thì cái chỗ này á. Như cô nói thì không ai tránh được cái sự đi cả. Nhưng mà qua đây thì thì muốn nói rằng là những ký ức, những hình ảnh tốt đẹp của ngài chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực, tiếp thêm sức mạnh để cho cô, để cho công ty Lô Hội cùng toàn thể các FBO của Việt Nam cũng như toàn thế giới sẽ bước tiếp cái chặng đường tiếp theo của ngài, cũng như xây dựng cái môi trường FLB tại Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Chắc chắn rằng ngài sẽ luôn dõi theo và đồng hành cùng với công ty Lô Hội, đồng hành cùng với FBO cả nước, và chúng ta chắc chắn rằng những hình ảnh ký ức đẹp đó sẽ tiếp thêm sức mạnh và động lực để chúng ta thành công trong thời gian sắp tới. Nhân đây thì xin gửi lời chia buồn và chia sẻ những mất mát đối với gia đình ngài Thép Morgan, đối với cô tổng đốc và cũng như ban lãnh đạo công ty Lô Hội và toàn thể các FBO tại Việt Nam. Xin cầu cho ngài sớm được siêu thoát và hưởng vinh quang trên thiên đàng. Vâng, xin cảm ơn những cái lời chia sẻ như vậy rất là xúc. Ông chính thì đã biết là ngài mệt và mạch, ngài không đến được đại hội, và cũng biết rằng là ngài bệnh thì có thể đi bất cứ lúc nào. Vì sao? Người con người đã gắn bó gần như là cả công lao của mình, cả công sức của mình cho FLB. Nhưng mà tại sao tôi lại không cầm được khi từ sáng giờ nghe cô Nhi và Phó Tổng Hồ thông tin? Thì thực sự cả một ngày, lúc nào hình ảnh của ông cũng trong tôi. Bởi vì tôi nhớ tới một người mà thực sự tôi có lẽ là một doanh nhân, một chủ tịch tập đoàn, có lẽ chúng ta không kiếm ở đâu ra được con người như vậy. Tôi nhớ vào cái năm 2003, lần đầu tiên ông sang Việt Nam. Và tôi cũng rất may mắn là được cô Nhi cho ra sân bay Nội Bài để đón ông. Và năm đó thì các anh chị biết rằng là chúng tôi đợi gần 2 tiếng thì máy bay mới hạ cánh, trong khi là chuyến bay đã về rồi, nhưng tại sao ra đón lại không thấy ông? Là bởi vì trên chuyến bay của ông chia sẻ là có một người bị cấp cứu và máy bay hạ cánh ở tại một nước, đó là nước Úc. Thế sau đó thì ông đi một chuyến phi cơ riêng và để sang Việt Nam, không làm trễ cái đại hội của các FBO Việt Nam. Đó là đại hội đầu tiên ông có mặt ở Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng một con người có những cái tố chất, đó là tính nguyên tắc. Và khi ông xuống, chúng tôi được phiên dịch hỏi lại, thì ông nói rằng là ông không để cho các FBO, các nhà phân phối đợi lâu, cho nên ông phải đi một chuyến bay riêng để ông đến cho kịp giờ, vì ở nhà là cô Nhi đã chuẩn bị cho cái chương trình đại hội. Thì tôi mới thấy rằng là một con người có lẽ là rất ít trên thế giới này có được những người như Jack. Và một cái cử chỉ nữa mà tôi chứng kiến ở con người này là trong khi về đến văn phòng chính thì ông không hề nghỉ ngơi, chỉ uống một cốc aloe vera. Sau đó thì ông đi thăm các phòng ban, ông xem rằng ở Việt Nam các phòng ban như thế nào và những nhân viên ra làm sao. Thì tôi cũng may mắn là một người cứ léo đéo theo sau. Và khi đi đến hết các cái phòng ban thì các anh chị biết rằng ông dừng ở một cái nơi cuối cùng gặp gỡ các cán bộ nhân viên là đâu không ạ? Đó là ở khu phụ, nơi mà các lao công, các bà dọn dẹp đó là đang làm những công việc nội trợ. Và một người như vậy nhưng ăn mặc rất lịch sự, nhưng không hề ngại ngùng, và ông ôm hôn cái cô lao công, mà tôi lúc tôi không nhớ cô tên là cô gì, nhưng tôi đứng ở đằng sau thì tôi thấy ông ôm một cô
ôm hôn một cô lao công. Và thực sự lúc bấy giờ thì tôi cũng chưa hiểu lắm về FOB, cũng chưa hiểu lắm về Jack, nhưng tôi đấy thấy rằng tại sao ông ta có những cử chỉ nhân văn, thân thiện và đầy tình cảm như vậy, mà chúng ta biết rằng một người Mỹ xa xôi đến đất nước chúng ta mà lại tràn đầy cái tình cảm như vậy. Thì tôi không chia sẻ với ai, nhưng tôi nghĩ cho đến mãi tận bây giờ là ở một cái nơi mà chúng ta cách xa nửa bán cầu, nhưng tại sao lại có những cái sự tình cảm thân gần như vậy. Và nhiều những cái năm tháng nữa, vì năm nào ông cũng sang Việt Nam tham dự cái chương trình đại hội của chúng ta, và ông thực sự, tôi nghĩ lại giống như cái bài hôm nay cô Nhi chia sẻ trên Facebook đó, là ông là một người thực sự, đó là cái tình cảm, và ông tràn đầy những cái yêu thương. Ông không có để ý vấn đề sai đúng của các nhà phân phối, mà ông chỉ nghĩ rằng là các nhà phân phối phải được yêu thương, phải được quý trọng. Và cũng lại một cái kỷ niệm mà một lần tại Hải Phòng vào năm 2012, thì lúc đó khi mà ông chụp ảnh với các nhà phân phối, lúc đó hội trường là khoảng là gần chục nghìn người, mà ông vẫn không có nề hà, mồ hôi toát ra, ông vẫn đứng, ông chụp ảnh với các nhà phân phối để lấy những bức ảnh kỷ niệm. Và sau khi các nhà phân phối ùa lên rất là đông, thì tôi cũng là một người trong ban tổ chức, và tôi cũng sắp xếp để các bạn, tôi muốn các bạn không lộn xộn như vậy, và tôi cũng có một cái ý là dẹp các bạn ra. Thì ông cũng lại nhìn tôi rằng là để kệ mọi người, cho mọi người tự nhiên, cho mọi người tự do. Thì tôi mới thấy rằng là đây là một con người mà không chỉ chúng ta nghĩ ông mang lại cho chúng ta cơ hội, mang lại chúng ta cái môi trường làm việc rất là nhân văn, nhưng đầy những cái tình thương để chúng ta có thể thành công. Cho nên ngày hôm nay ông ra đi, đó là một sự mất mát của tập đoàn FB. Và tôi biết là từ sáng thì cô Nhi vô cùng là buồn, bởi vì cô Nhi với ông Jack có gặp được ông Jack là người như thế nào, thì cô Nhi mới cô Nhi cũng sành, và cô Nhi cũng đáp lại những cái chân tình cởi mở và thân thiện.